Em sợ, em sợ gì? Chị làm cả ngàn người luôn rồi. Em sợ đau. Ủa, ra rồi hả? Ê. Em tưởng chị mới chích vô. Nó vậy đó, không có gì đâu. Mày thấy đi. Thế sao? Không, cũng bình thường. Giống Đè, như nặng mụn vậy đè, đè cái bông này xuống rồi chị. Vậy thôi. Chưa. Được chị. Cái ngực em nó cục to 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 to. Mà cái này sao nó bị vậy chị hả? Để tôi để em. Nhiều lắm. Mà nó cũng già quá hả? Lâu để lâu nó gì? Em để lâu quá. Ê, cho chị mượn hồi chị coi thử. Chị cầm đi chứ chị chưa dám nhìn. Hả? Nhìn gì? Ý là em muốn coi mà em chưa dám nhìn. Nhìn đi. Em sợ quá. Rồi. Cục to rồi. Bác sát khuẩn kỹ tí nha. Kéo hai cái rèm lại. Trời ơi trời, tôi đếm nó tính tiền là trả tiền hay đuối luôn. Hết trời quá đó. Ủa nó ra được máu là hết rồi hả chị? Hết rồi đó, vậy là hết rồi. Cái nó, mấy cái nó này nó không có túi. Nó không có giống như u bà đậu. Nó không có túi. Em nhìn đơn giản vậy thôi chứ phải có kinh nghiệm mới làm được. Phải, chị phải rạch đúng cái miệng của nó mới ra chứ. Ừ, đúng rồi. Không đúng miệng nó đâu có ra được. Nhìn đơn giản vậy thôi, không đơn giản đâu. Phải bóp được đúng, sao bắt được đúng cái miệng của nó. Của em nó thích coi mấy này lắm á chị. Nó kêu nói chị quay lại để về cho nó coi. Chị đang quay đây. Gì con? Có cái nào em chỉ nha, em nhắc cho chị nha. Em cũng nhớ là em thấy nó cũng khá nhiều á. Để lần làm em khó, có cái nào sửa hết luôn. Đi một cái túi dầu trong đây. Trời. Cục bự nè. Cái nốt mà làm á nó rất là nhỏ, nó sẽ tự liền lại luôn. Yeah. Nó không có bị sẹo, nó sẽ tự bóp hết bên trong, là nó trống bên trong là nó sẽ tự liền lại. Về giữ kiêng ăn uống mấy cái dầu mỡ hả chị? Nếp phải không, mấy cái mà dễ làm độc á thì nó không có bị gì hết.
Thịt nếp với rau muống à? Ừ, rau muống, thịt bò, hải sản. Rồi được bên rồi đó. Tiếp tục bên đây em nha. Ở dưới này có nè chị. Đây. Thì em che cái này lại. Nói chung là an toàn, hiệu quả, thẩm mỹ. Em thấy nó đen đen luôn, nó có cái nhân hả? Nó có lông trong á, có mấy cái đen là có lông trong á, nguyên chùm lông trong á. Nhìn kỹ nó rồi có lông ở trong nè. Thì em cứ thấy nó đen em tưởng là mụn. Lòng á. Trời em nhìn nhẹ nó thấy không? Em thấy. Nào về xong rồi cân xong bị xúc hết ký nha. Chắc vậy á chị, mấy ký luôn á. Nhiều lắm. Mấy nó cộm cộm luôn mà. Nhỏ lớn gì cũng có nhưng mà đa số ở chỗ này là lớn rồi, để lâu nó nhảy ra đầy người ấy. Cái này có mập không nữa hả chị? Hả, nó có mập nữa hả? Nó có nhảy hả? Có chứ. Trời ơi, cái dưới đây là vùng bụng này. Dưới đó là vùng bụng trên này. Cái làm trên cái ngực này cho xong nè.
hơi trơn, nãy giờ nó trơn. Rửa tay. Dầu thắt chùm lại hả chị, cho nó đỡ trơn. Mm-hmm.